trong vòng 2 tháng thì đi xét nghiệm lại thì từ mấy triệu con virus trong gan á nó giảm còn 380 con, là nó cũng có, cũng hay, cũng tác dụng lắm. Xong cũng mừng quá, cũng về uống thêm 2 tháng nữa. Chắc 2 tháng nữa thì xét nghiệm máu, mà 2 tháng mình mới đi rút máu xét nghiệm lần. Uống trong 2 tháng nữa thì hết virus trong gan. Em sẽ nói về cái cây ăn so chữa bệnh cho gia đình em nha mọi người. Em làm cái clip này vô coi giùm để nhiều khi hỏi em hướng đường cái cây ăn so đó là nó điều trị về bệnh gan, xơ gan cổ trướng với virus gan, ung thư gan, là có hai chứng bệnh, cái chứng bệnh virus gan với xơ gan cổ trướng là nhà em muốn hết. Tức là em gái, đứa em gái ruột của em là nó bị bệnh virus trong gan á. Virus trong gan là có mấy triệu con trong gan á, xét nghiệm máu hồi 4 năm trước. Bác sĩ báo là phải điều trị định kỳ và mỗi tháng. Nhưng mà điều trị trong vòng 4 năm, bác sĩ chuyên khoa về gan luôn. Điều trị trong vòng 4 năm nó không tăng mà cũng không giảm, nó cứ nằm vậy hoài. Nhưng mà uống thuốc kháng sinh cũng mạnh lắm, mà cũng không thể có con. Bác sĩ bảo là bệnh này không để có thai được. Xong 4 năm mà nó cũng không tăng, không giảm, thấy cũng nản. Vô tình em đọc được bài viết nói về cây ăn so. Em cũng tìm cho được cái cây ăn so về cho em gái uống. Thì đốn cái cây về thì em kêu em gái là bỏ hẳn cái thuốc tây luôn, uống cái cây ăn so để coi nó có tác dụng như thế nào. Thì uống trong vòng 2 tháng, mà lúc đó thuốc cũng hiếm, thành ra uống ít là như dạng như là hà tiện thuốc đó. Uống trong vòng sợ hết thuốc, uống trong vòng 2 tháng thì đi xét nghiệm lại. Thì từ mấy triệu con virus trong gan á nó giảm còn 380 con, là nó cũng có, cũng hay, cũng tác dụng lắm. Xong cũng mừng quá, cũng về uống thêm 2 tháng nữa. Chắc 2 tháng nữa thì xét nghiệm máu, mà 2 tháng mình mới đi rút máu xét nghiệm lần. Uống trong 2 tháng nữa thì hết virus trong gan, mà bác sĩ bảo là không còn bệnh gan nữa, gan không có dấu hiệu bệnh. Thì đó là nó điều trị về cái bệnh gan có virus của em gái. Nhưng mà phải có thuốc nhiều, mà em uống tiếp tục nhiều á thì nó sẽ hết trong cái thời gian không phải 2 tháng mà có thể nhanh hơn nữa. Tại vì em uống chắc tới nước lã rồi, sát rồi uống giống như là chắc hết cái nước lã để uống. Nó nghe em thấy hay quá, mừng quá, mà thấy ai đi đâu mà nghe nói ai bệnh gan hay là nghe người nào bệnh gan là tìm tới để kêu người ta uống, nhưng mà hầu như là người ta không có tin. Xong ông chú của em, ông chú bà con bị bệnh xơ gan cổ trướng, mà bác sĩ chạy á, bụng bự lên vậy nè. Bác sĩ chạy về nhà nằm. Em mới kêu cái thấy cái cây thuốc hay quá, em mới đem một ít cho chú dùng và kêu người hái thêm nữa đem về cho chú uống. Thì uống trong vòng một tháng thôi là chú xẹp bụng xuống, ăn uống đồ được bình thường. Mà bây giờ chú mấy năm nay là chú khỏe hẳn ra, là ra đồng bằng bình thường, ra giường bằng bình thường, khỏe hẳn ra luôn, mà đi xét nghiệm thì cũng không có còn bệnh gan. Đó là hai cái chứng bệnh mà em đã thử thuốc, là chính gia đình em gái và ông chú và con. Em thấy nó cũng hay, xong em cũng lên tìm hiểu nữa. Nhưng mà bây giờ cũng vẫn có thuốc thì cũng vẫn uống đều. Tìm hiểu thêm trên mạng nữa, là nghe cái trên mạng nói là thấy là nói là cái cây đó người không bệnh uống cũng được. Thành ra em cũng uống luôn. Nhưng mà em thì bị virus bao tử. Mình nghĩ là nó điều trị gan thôi, mình không có nghĩ là uống thuốc đó để điều trị virus của cái bao tử. Nên em nghe thấy cái thuốc nó hay, mà ta nói không bệnh uống cũng được, thì thành ra em uống luôn. Nhưng mà khi thời gian uống thuốc đó,
Em bị vi gút bao tử cũng nặng mà uống thuốc vi gút đó, nó giặt giả, nó mệt mỏi người như là chết đi cho sướng vậy đó. Thành ra điều trị được mấy tháng em cũng ngưng thuốc tây luôn, tại vì nó mệt mỏi lắm, nó không có làm được cái gì, cái chuyện làm ăn của mình hết. Thành ra em ngưng bỏ hẳn thuốc tây luôn, nó thôi chết thì chết. Xong rồi cái thuốc cái em mới lấy cái thuốc đó uống, uống là để cho nó tốt thôi, nó thải độc về gan chứ không nghĩ là nó điều trị về bao tử. Khi mà uống được mấy tháng rồi em mới đi khám bao tử lại coi nó còn bệnh hay không, thì đi nội soi bao tử thì cái bao tử nó không còn bệnh nữa, là em nghĩ là em uống cái cây thuốc đó nó thải độc ra cái bao tử, thấy nó cũng hay. Xong là chính em gái với ông chú là ba cái chứng bệnh nó đã hết, còn ông ngoại thì bị bệnh gút, gút nó cái dạng gút mà đau nhất mà em thấy thường là nổi cái mục á, nổi mục mục trên cái chân á, thì cũng uống thuốc tây á, nhưng mà thấy hay quá đi, nó điều trị làm như cái gì mà liên quan với cái con gút đó là nó hết hay sao, thành ra kêu ngoại uống cái đó, uống cái cây thuốc luôn. Thì uống trong vòng cũng mấy tháng ông ngoại cũng hết đau nhức, cũng hết bệnh gút. Đó là ba chứng bệnh mà nó điều trị về gan là tốt nhất nha, chứ không phải là nó điều trị về bao tử vi gút. Thì em uống mấy cái đó thì nó hết, nhưng mà nó đặc trị về gan, xơ gan cổ trướng, ung thư gan, vi gút gan, là nó ba cái chứng bệnh, nó là ba cái chứng bệnh cũng ngặt nghèo lắm mà nó điều trị hết. Nên những cái bệnh viêm gan A, BC hay là viêm gan, gan nhiễm mỡ hay tất cả những cái thứ đó thì nó cũng điều trị được luôn, tại vì người không bệnh uống được, nhưng mà những người bệnh thì có thể là uống được luôn. Nên hỏi em về, nhiều người thấy cái bài viết á, mà hỏi về bệnh này bệnh kia uống có được hay không, em ghi gõ, nhiều khi ghi gõ mà không có vô. Em đã chịu khó viết ra một cái bài viết rất là dài, chịu khó viết lắm mà mọi người, bệnh mà không có chịu khó đọc giùm em, nhiều khi em viết á, mà nó còn lâu hơn mọi người đọc nữa đó, mà thấy không ai chịu đọc mà cứ vô nhắn tin inbox hỏi, thì cái tin nhắn của em nó quá trời nhiều. Thành ra em làm cái video clip này, cái clip này để cho mọi người coi và hiểu về cái bệnh tình hơn. Nó nên mọi người hãy tìm cây thuốc, có ai bệnh gan nặng hãy tìm cây thuốc đó mà uống. Cái cây thuốc đó là em nhờ người ta hái cái cây thuốc này, là cái cây thuốc gia truyền, em nghe được là cái cây thuốc gia truyền của cái người Campuchia chuyên trị về gan á. Thuốc đó nếu mà ai mà có bệnh nặng thì em mong là gắng tìm để uống nó. Em khi mà em viết bài viết lên rồi thì chắc chắn nó hết hay là có sự thật, em mới nói lên sự thật. Nên nhiều khi em thấy mà nhiều người nhắn tin hỏi thật sự có hết không, này khi em thấy cũng nhiều khi em thấy cũng nản lòng, và giống như là hỏi nhiều. Bây giờ mọi người mà ai mà bệnh nặng á, những ca bệnh nặng mà muốn hỏi gõ về em thì cứ trên cái Facebook có số điện thoại để em ba order đồ ăn á, thì mọi người cứ gọi rồi em nói về nói gõ gõ hơn. Nhiều người lớn á thì không biết coi Facebook và cũng không biết đọc. Em mong là cái clip này tới tay những người lớn và tin cái cây thuốc đó là sự thật để tìm mà uống cho hết bệnh. Còn mọi người hỏi cái cây thuốc mua ở đâu á thì em nói rõ luôn là cái cây thuốc nó rất là hiếm. Nó hiếm là dạng như nó cũng không hiếm quá, nhưng mà nó không có đủ để chia, cái bài viết nó lan rộng quá, nó không có đủ để chia hết cái cả nước. Nhiều khi em còn nhận số điện thoại kể cả nước ngoài, Hàn Quốc, Đài Loan rồi điện tá lả tùm lum nha, nhưng mà nhiều người bệnh quá thành ra một cái chỗ hái thuốc nó không có đủ hái chia cho mọi người. Nên mọi người cứ tìm những cái chỗ lăn xăng xăng cặn cặn, nó chịu khó mà tìm, có bệnh chịu khó mà tìm thuốc, chứ nhiều bệnh quá rồi thuốc nó thì nó không đủ. Đó là những cái chứng bệnh đó em nêu trên đó mọi người. Em mong là cái clip này tới những cái người lớn tuổi á, coi được. Tại vì nhiều khi cái bài viết của em á, viết á, đọc nó nhiều khi đọc nó cũng không hiểu, khó hiểu. Còn đây là cái thuốc em được phơi khô rồi mình sắc uống, như cái clip trên đó em làm trên đó là em có hướng dẫn rõ ràng luôn. Em sợ nhiều khi làm sơ sơ mọi người không biết em làm từ công đoạn từ rửa tới gan tới mình, cái công đoạn mình sắc mình uống luôn.
Đây là phơi khô rồi nè, cái lá ăn so mình phơi khô rồi. Thật ra thì người ta đi hái thuốc cho mình á là hái tươi xong rồi chặt phơi khô giùm mình mới gửi về, tại vì nếu mà gửi tươi về tới, gửi đường bưu điện mà về tới á thì nó bị thối thuốc, nên mình phơi khô mình dùng dần vậy là cũng tốt, rất tốt luôn. Đây cái son em gan thuốc uống thôi mà nó đen cỡ này đó. Em nói cái đó là mong là mọi người coi cái clip này rồi hiểu được giùm em, chứ em không có thể nào mà trả lời tin nhắn từng người được, nhiều quá trời nhiều tin nhắn, nhiều người hỏi em ờ chị được gan ABC, em rất ghi là rõ ràng luôn, và còn hỏi là cách tắt sắc làm sao, uống làm sao, làm sao uống, em cũng up clip rõ ràng trả lời. Chị chỉ đợi, chị chỉ coi clip đầu tiên thôi, chị không coi hai clip thứ hai, chờ em nản dã man. Rồi em mong là mọi người hết bệnh thôi, chứ cái cây thuốc nó rất là thần kỳ đối với gia đình em nha.